Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Các cuộc tập trận lớn của NATO tại các vịnh hẹp lạnh giá ở phía Bắc Na Uy có thể chỉ là trò chơi chiến tranh nhằm trao dồi kỹ năng chiến đấu của Liên minh quân sự 32 quốc gia mới được mở rộng. Nhưng đối với quân đội tham gia, đó là một cảm giác chiến đấu rất thật sau khi theo dõi xung đột ở Ukraine, hiện đã là năm thứ ba cuộc tập trận mới nhất này của NATO nhằm mục đích giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra. Điều đó có thể bao gồm việc cố gắng khiến quân đội mất cảnh giác. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 20.000 binh sĩ tới từ 13 quốc gia. Cuộc tập trận do Na Uy dẫn đầu mang tên Phản ứng của Bắc Âu 2024 đánh dấu sự tham gia lớn nhất từ trước đến nay của Phần Lan trong một cuộc tập trận quân sự ở nước ngoài, với hơn 4.000 binh sĩ Phần Lan tham gia. Trong khi đó, ngày 7 tháng 3, chỉ vài giờ sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, Thụy Điển đã tham gia cuộc tập trận. Đối với hai quốc gia Bắc Âu trên, kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine đã khiến hai nước đảo ngược chính sách trung lập kéo dài, nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022. Theo giới phân tích, với cuộc tập trận lớn đang diễn ra, NATO đang muốn gửi một thông điệp cứng rắn và rõ ràng tới Nga rằng các thành viên liên minh sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau nếu cần và liên minh sẽ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ cho đến tận biên giới với Nga. Tại chuỗi tập trận này, binh sĩ và các phương tiện quân sự tham gia phản ứng với mọi kịch bản có thể xảy ra. Trong tuần, các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Normandie, một trong những tàu chiến hiện đại nhất của Pháp nhận nhiệm vụ săn lùng và tiêu diệt một tàu ngầm lẻn vào vùng biển lạnh giá của Na Uy. Tàu ngầm Đức đóng vai mục tiêu giả định tấn công một tàu sân bay Italy Giuseppe Garibaldi gần đó bằng ngư lôi. Chỉ huy tàu Nomandai, đại úy Thomas Vương chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với hãng tin nước ngoài, sau khi giả soát trên không bằng trực thăng NH90 và dùng hệ thống radar định vị của tàu khu trục nhỏ, chúng tôi đã thành công phát hiện ra tàu ngầm địch. Chúng tôi ra lệnh tàu khu trục nhỏ phóng ngư lôi và phá hủy tàu ngầm. Tất nhiên mọi thứ đều là giả định. Chỉ huy Thomas cho biết thủy thủ đoàn nomandai gồm 146 thủy thủ không nhận được cảnh báo trước về cuộc tấn công của tàu ngầm Đức để nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng của họ trong môi trường khắc nghiệt phía trên vòng Bắc Cực. Cuộc tập trận thực sự bổ ích vì chúng tôi được trải nghiệm mức độ thực tế rất cao nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các đơn vị của mình các vịnh hẹp là một môi trường đặc biệt có đặc điểm nhiệt độ khác với những gì chúng ta biết ở đại tây dương việc huấn luyện quân sự tại đây đem lại kinh nghiệm vô cùng quý báu đại tá thomas nói về phần mình thứ trưởng ngoại giao nga alexander grusco cho hay moscow đang theo dõi cuộc tập trận mà moscow coi là mang tính khiêu khích này thứ trưởng grusco lưu ý moscow đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ của nga trong bối cảnh hiện nay theo tờ WSG, lực lượng đặc biệt Ukraine đang tham gia các hoạt động chiến đấu ở Sudan, chống lại quân nổi dậy và là một phần trong chiến lược nhằm làm suy yếu các hoạt động kinh tế và quân sự của Nga ở nước ngoài. Tờ WSG viết, đối với Ukraine, việc gửi quân tới châu Phi là một cuộc phiêu lưu táo bạo mới, một phần trong chiến lược nhằm làm suy yếu các hoạt động kinh tế và quân sự của Nga ở nước ngoài, khiến cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra trở nên tốn kém hơn cho Moscow và định vị mình là một rào cản với Nga, kể cả ở những khu vực mà phương Tây không muốn can dự trực tiếp. Theo tờ báo, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, chỉ huy quân sự của Sudan đã đề nghị sự giúp đỡ từ Tổng thống Volodymyr Zelensky sau khi Sudan bí mật cung cấp vũ khí cho Ukraine vào năm 2022. WSG trích dẫn lời một số binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch ở Sudan cho biết, Vài tuần sau lời đề nghị của ông Abdel, lực lượng đặc biệt Ukraine đã tới Sudan và bắt đầu các chiến dịch đánh bật lực lượng nổi dậy khỏi thủ đô Khartoum. Tờ báo nhấn mạnh, chiến tuyến trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hiện đã mở rộng sang châu Phi. Khi cuộc xung đột ở Ukraine gần như bế tắc, một cuộc xung đột toàn cầu về vũ khí và nguồn lực kinh tế đang hình thành, khi cả hai bên đều rơi vào cuộc giao tranh có thể kéo dài nhiều năm nữa. Tuy nhiên, hoạt động này có rủi ro chính trị đáng kể với Kiev vào thời điểm mà sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine đang dao động. Ukraine đang vướng vào cuộc nội chiến ở Sudan, nơi hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp hỗ trợ vật chất đều phải chịu trách nhiệm liên quan đến hành động chống lại người dân Sudan. Trong một bình luận với VQSZ, giám đốc tổng cục tình báo Ukraine GUR Kirillo Budanov từ chối cho biết liệu binh sĩ có được cử đến Sudan hay không, nhưng giải thích lý do căn bản cho việc điều động họ. Ông nhấn mạnh, xung đột vũ trang là một hoạt động mạo hiểm. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc đối đầu toàn diện với Nga. Họ có các đơn vị ở những nơi khác nhau trên thế giới, và đôi khi chúng tôi tìm cách tấn công họ ở đó. Tờ báo lưu ý, quân đội Ukraine cũng đã bắt đầu huấn luyện binh sĩ Sudan. Một số chiến thuật tương tự đã giúp họ ngăn chặn lực lượng lớn hơn của Nga, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái, Đặc biệt, Ukraine đã giúp cung cấp máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tấn công với độ chính xác cao tới Sudan vào tháng 2 vừa qua. Tờ WFSG cho biết, ảnh hưởng của Ukraine vẫn còn được cảm nhận ở Sudan. Trong những tuần gần đây, lực lượng của ông Abdel đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn, ông Duman, bước đột phá lớn đầu tiên của họ trong cuộc xung đột. Các chuyên gia cho rằng, những thành công này phần lớn là nhờ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chính xác, cũng như việc triển khai lực lượng tinh nhuệ của quân đội Sudan. Kyiv gần đây cũng đã gửi một lô hàng thực phẩm đến cảng Sudan và lô hàng đã đến vào tuần trước. WSJ kết luận Sudan đã trở thành chiến trường trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vì nước này giàu hai nguồn quan trọng là vũ khí và vàng. Trong các cuộc nội chiến thường xuyên xảy ra ở Sudan trong nhiều thập kỷ, vũ khí được đổ vào trực tiếp và gián tiếp từ Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nơi khác. Kết quả là Sudan có rất nhiều vũ khí dự phòng vào đầu năm 2022 và Ukraine đang tìm kiếm tất cả các loại vũ khí mà nước này cần. Trang Min In trích dẫn đoạn video cho thấy máy bay không người lái UAV thuộc biên chế lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine trong khi hoạt động ở khu vực tiền tuyến đã phát hiện một nhóm binh sĩ Nga xuất phát từ làng Stepove đang di chuyển dọc con đường hướng tới khu dân cư Medici giữa đêm tối. Chiếc UAV sau đó tiếp tục theo dõi hướng di chuyển của nhóm binh sĩ Nga, đồng thời gửi dữ liệu về Bộ Chỉ huy Ukraine. Lực lượng pháo binh Ukraine triển khai ở tiền tuyến liền sử dụng đạn pháo thông thường và đạn trùm M864 để vô hiệu hóa nhóm binh sĩ đối phương theo Min In U, đạn M-864 quân đội Ukraine sử dụng trong đoạn video trên là khí tài được tập đoàn General Dynamics nghiên cứu chế tạo trong thập niên 1980 và đưa vào biên chế trong quân đội Mỹ kể từ năm 1987. M-864 nặng 46,3 kg, dài 920 mm, đường kính 155 mm. M-864 có thể chứa 48 quả đạn nhỏ M-42 và 24 đạn M-46 lớn hơn tầm bắn xa nhất của loại đạn này đạt 29,4 km. Ukraine có thể là quốc gia mạnh về sản xuất và cải tiến máy bay không người lái, nhưng Nga đang làm phức tạp thêm những nỗ lực của Kiev nhằm chiếm ưu thế trên không. Những người điều khiển máy bay không người lái ở Ukraine đang đối mặt với hai thách thức lớn trên chiến trường giữa bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba. Ông Taras Chumut, giám đốc quỹ Comeback Alive Foundation hỗ trợ quân đội Ukraine cho hay. Theo ông Chumut, các phi công điều khiển của Ukraine không thể phóng hàng chục nghìn UAV cùng lúc, hay nói đúng hơn là Kiev cần phải triển khai máy bay không người lái từng chiếc một. Ông Chomut cho hay, đây là một bất lợi. Ngoài ra, theo ông, vấn đề thứ hai là đối phương có thể gây nhiễu tần số thông thường bằng các thiết bị tác chiến điện tử điển hình được thiết kế cho nhiệm vụ này. Đó là lý do tại sao những người vận hành giàu kinh nghiệm thường tìm kiếm và thay đổi tần số cho phù hợp với từng khu vực cụ thể trên tiền tuyến. Ukraine cũng đang học hỏi chiến thuật tác chiến điện tử của Nga và tìm cách thích nghi để đối phó với chúng. Chuyên gia Samuel Bendet thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ cho biết, bất kỳ nơi nào có khoảng trống trong tác chiến điện tử, nhiều máy bay không người lái có thể triển khai trên bầu trời bất cứ lúc nào. Tác chiến điện tử là một phần trong cách Nga và Ukraine đang tiến hành để đối phó với các đội máy bay không người lái của nhau, đặc biệt là các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV đang ngày càng phổ biến. Các hệ thống tác chiến điện tử có thể can thiệp vào việc nhằm mục tiêu của UAV và gây nhiễu tín hiệu vệ tinh dẫn đường cho các phương tiện không người lái. Một nhà quan sát quân sự Nga cho biết, những người điều khiển FPV của Ukraine đang thay đổi tần số và đặt hàng sản xuất công nghiệp với thông số thay đổi này từ các nhà máy nước ngoài. Người này thừa nhận, các hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi không phải lúc nào cũng hiệu quả để đối phó với chúng, khả năng chống chịu của UAV trước các thiết bị tác chiến điện tử phụ thuộc vào loại thiết bị mà đối phương sử dụng, bao gồm cả tần số. Ông Chomut cho biết những nỗ lực trong tác chiến điện tử có thể bị phản tác dụng bằng cách tăng số lượng tần số được sử dụng. Một nhà quan sát quân sự khác của Nga cho biết các máy bay không người lái FPV của Moscow đang bị chế áp bởi chính các hệ thống tác chiến điện tử của chúng ta xung quanh thành phố Abdiivka khi chỉ có khoảng 30% phương tiện không người lái tiếp cận được khu vực mục tiêu. Các nguồn tin Ukraine cũng cho rằng quân đội Nga đã chuyển máy bay không người lái FPV của mình sang tần số khác với tần số thường được sử dụng bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine, đặc biệt là các phiên bản di động, ông Bendez nhận định với Newsweek. Cả hai bên dường như đều tin rằng đối phương đang sản xuất nhiều FPV hơn, nhưng rất khó để xác minh con số chính thức.